Xin chào các bạn, mình là Hiền. Ở đây là Hiền đang chuẩn bị nguyên liệu để làm một ly trà sữa. Trà sữa này là trà sữa Thái Xanh các bạn nha. Ở đây Hiền chuẩn bị 120 ml trà Thái đã pha, 20 ml nước đường, 20 ml sữa đặc và 80 ml sữa tươi. Giờ mình cho các nguyên liệu vào cái ly trà này. Các bạn có thể sẽ thắc mắc là tại sao bây giờ Hiền lại quay pha một ly trà sữa. Đây mình cho vô thì Hiền với Hằng á, lần trước đã nói là sẽ làm một cái bánh kem để ăn sinh nhật Hằng từ hồi tháng 8, nhưng mà bọn mình không có thời gian đó các bạn, thế là quên luôn sinh nhật Hằng luôn. Thực ra là mình có làm sinh nhật ở nhà cũng có bánh rồi nhưng mà không quay cho các bạn xem ấy, nên hôm nay là Hằng giao nhiệm vụ cho Hiền làm một chiếc bánh kem giống như là sinh nhật Hằng vậy á các bạn. Để mai bọn mình sẽ quay ăn món bánh này. Thì thường là ở trong tiệm thì Hiền là người phụ trách món bánh kem, còn Hằng là phụ trách các món bánh khác. Dự định là làm một chiếc bánh kem có hình một ly trà sữa, nhưng mà Hiền muốn tạo cho Hằng một chút bất ngờ nên Hiền sẽ pha một ly trà sữa luôn. Các bạn có thể dùng bình lắc để nó có bọt. Ở đây Hiền không có dùng bình lắc để có bọt, tại vì dù sao thì mai mình phải ăn bánh kem á, nên là nó cũng tan hết bọt thôi các bạn. Mình pha như thế này luôn để cho các bạn xem. Cái lượng trà để các bạn pha thì tùy cách trà đậm nhạt của các bạn muốn dùng. Cái này là mình trà cũng hơi nhạt tại vì hiện hết trà Thái Xanh đó các bạn. Các bạn nên dùng 2 thìa cơm trà để pha với lại 140 ml nước. Thì khi các bạn vắt được 120 ml nước trà rất là đặc và ngon. Thì hiện sẽ cho vào đây một ít trân châu đường đen. Ui bắn nó tung tóe luôn. Phải múc vô thôi. Thế là hiện đã hoàn thành một ly trà sữa rồi các bạn. Một ly trà sữa có trân châu. Các bạn có thể pha như kiểu như thế này ở nhà, dùng trà Thái hoặc là trà đen cũng được các bạn nhé. Trà đen thì các bạn sẽ đã pha thành hồng trà. Sau khi Hiền pha trà xong thì bây giờ đến phần ráp bánh các bạn nhé. Hiền đã chuẩn bị ở đây là 3 lớp cốt bánh bông lan, gồm bánh bông lan vani, chocolate và vani, ba vị, quên, hai vị, ba lớp. Nói thứ bảy nữa. Đây. Mình sẽ phết giữa các lớp bánh là chocolate mà truffle các bạn. Cái này là nếu mà mình bỏ tủ lạnh á, thì nó sẽ không bị đông cứng lại á các bạn. Cái sô cô la truffle này là bao gồm sô cô la, kem béo mà heavy cream á các bạn, và bơ. Sau khi quay chảy thì mình cho thêm rượu nữa, nó rất là thơm. Làm hơi ít các bạn, làm cái phần truffle này hơi ít, kiểu làm lén lút đó các bạn. Bây giờ Hằng không có ở đây, Hiền phải làm nhanh hết tốc lực để quay clip và không để Hằng biết là nội dung ở trong bánh là gì ấy. Nên là hơi bị vội vàng và quýu. Đây, mình ghép bánh xong rồi. Ghép bánh xong rồi thì Hiền sẽ đục một lỗ trên bánh để cho cái ly trà sữa này vào. Là chiếc bánh của chúng ta sẽ có cái ly trà sữa ở trong luôn các bạn. Đây là cái bất ngờ mà Hiền muốn dành cho Hằng. Hiền lấy hết cốt bánh ra luôn nhé. Không biết đã vừa chưa các bạn? Bỏ vào thử nè. Vừa khít rồi, rất là vừa vặn rồi. Bây giờ Hiền sẽ cắm chiếc ống hút này lên nhìn cho nó giống một ly trà sữa và chiết kem lên bánh. Vì cái phần này nó hơi cao nên cái mặt bánh mình sẽ cho nhiều kem á cho nó bằng, nên Hiền sẽ làm cái thành bánh nó ít kem thôi, ăn nó sẽ không ngán. Cái bánh trà sữa này á thì Hiền hình ly trà sữa này Hiền cũng làm ở tiệm bánh của Hiền nhiều rồi, nên Hằng nhìn vô á Hằng sẽ nghĩ là chỉ là chắc là chiếc bánh kem bình thường như Hiền làm cho khách thôi, nhưng mà cái này bất ngờ của Hiền mà, nên chắc Hằng sẽ không biết được đâu. Các bạn nhìn cách mình làm rồi các bạn sẽ biết làm một cái trà láng của chiếc bánh kem các bạn nha, giống như mình hướng dẫn các bạn trà láng luôn. Hồi mình quay clip làm bento cây á, có nhiều bạn hỏi mình là làm như thế nào, hướng dẫn các bạn.
ra là rất là khó để hướng dẫn làm một chiếc bánh kem á các bạn. Mình còn phải đi học rất là lâu mới làm được cơ mà. Cái kem này á, là mình làm kem màu nâu sô cô la chứ không có vị trà các bạn nha. Tại vì Hằng nó cũng không thích cái vị hồng trà nên mình làm vị màu nâu sô cô la luôn. Cái ly nắm bằng của mình á, nó đang hết. Mình bây giờ làm nó đi tìm ly nắm bằng không thấy. Mình phải dùng cái nắp cầu mà nắp cầu này nó hơi cao quá so với cái bánh này các bạn. Nên nó làm cho cái lớp kem ở trên nó rất là dày. Đó kệ, không sao. Bây giờ thì đã trà láng xong chiếc bánh trà sữa này rồi các bạn ơi. À, cái phần đầu ở trên của nó thì nó có bị kiểu như là lòi cái nắp ra các bạn. Do thì không chuẩn bị đủ kem á. Cái này quá là fail luôn. Nhưng mà không sao, thì mình sẽ chữa cháy bằng cách là mình sẽ cho cái chân trâu đường đen lên. Tại vì bánh kem trà sữa bình thường thì cũng vẫn cho cái chân trâu đường đen nó lên á. Nên là không sao hết. Bây giờ mình sẽ cho lên nhé. Đây các bạn, đây là chén chân trâu đường đen thì đã chuẩn bị rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nó lên. Che đi. Không thể còn cái dấu vết gì cái nắp nữa, rất là kín kẽ các bạn. Rồi giờ mình sẽ trang trí thêm cái vẽ thêm cái chân trâu ở dưới cái bánh á. Mình dùng sô cô la đen thì như vẽ nó, vẽ các viên chân trâu của trong trà sữa các bạn. Cái bánh này nói là bánh trà sữa chứ thực ra là kem là sô cô la, màu như vậy là do sô cô la các bạn. Tại vì Hằng nó thích sô cô la nên thì mình cho sô cô la vào. Cái ly trà sữa này của mình là cái ly trà sữa không có kem chi, chỉ có chân trâu thôi. Nếu mà các bạn thích làm ly trà sữa mà có hình dáng kem chi thì các bạn có thể làm thêm cái phần kem trắng ở trên mặt các bạn nhé. Ta-da! Tác phẩm của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Một ly trà sữa đáng yêu. Bên trong còn có ly trà sữa vị thái xanh nữa. Và hy vọng là Hằng sẽ bất ngờ với lại cái phần bên trong của chiếc bánh này. Bây giờ Hiền sẽ mang bánh đi cất tủ lạnh. Và mai Hiền với Hằng sẽ ăn chiếc bánh này nhé. Các bạn cùng xem nha. Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Ủa sao lại? Thì tôi bánh sinh nhật mất rồi. Ủa, nó vui đến mức đó luôn các bạn. À, mình nói là mình làm bánh sinh nhật cho nó mà nó vui kiểu đó luôn đó. À, hôm nay là mình làm chiếc bánh sinh nhật. Hồi lâu là hứa với các bạn là quay clip ăn sinh nhật, tổ chức sinh nhật cho Hằng. Nhưng mà đợt đó tháng 8 mà mình bận quá nên là quay lại thế là không làm luôn. Đợt đó là bị dịch xong rồi không có, mới bắt đầu nghỉ dịch luôn á. Cách ly 14 ngày á. Nhà mình có mấy việc á. Mà hồi đó là có tặng bánh cho Hằng rồi nhưng mà không quay clip ăn bánh rồi được. Nên là mình sẽ quay clip và giống như tháng 12 để kết thúc năm nay luôn. Ước đi. Bình thường là mình hát nữa các bạn. Sinh nhật ai mình cũng hát hết á nhưng mà thôi. Nhanh để con ăn nữa. Cái bánh này rất là đặc biệt nha Hằng. Ta tư. Nhưng mà vị sô-cô-la. Ở trên này là chân trâu đen. Chân trâu giòn. Ăn thôi. Hút trà sữa đi Hằng. Ừ, có trà sữa không? Không có gì hết. Có mà.
Ủa, hương mạnh làm gì em? Trời. Có thiệt không? Có trà sữa. Bất ngờ chưa? Amazing chưa? Có trà sữa. Hằng không biết cái thiệt này các bạn. Ngon không? Ừ. Nhưng mà trà sữa không có đá nên hơi ngọt. Gì? Mời hả? Mời các bạn qua nó chế mình nha. Nó vui quá là mình vui theo. Mình sắm cái bánh cho các bạn xem nha. Thì tao phải sắm cho trong quá. Sắm cho trong với vô ly trà sữa. Ủa dễ hả? Cái lớp kem trên mặt nó rất là dày nha các bạn. Tại vì làm để cho nó cao vừa ly trà sữa các bạn. À, bánh rồi đó. Cái lớp kem trên mặt đó nó dày lắm. Vì để mình làm vừa cái ly trà sữa nên là mình ăn lớp kem dưới thôi. Ở dưới là có bánh nè. Ngon quá. Ba lớp bông lan. Ngon quá các bạn. Bánh đó là bông mềm, kem béo, mịn. Có vị sô-cô-la nữa. Cái tinh châu này là hôm bữa mình nó bánh hoặc mình nói các bạn này, bánh vị hồng trà sẽ có tinh châu đó. Tinh châu giòn. Tinh châu gì ta? Ba quy hả? Ừ. Lâu rồi không ăn bánh kem hả? Ừ. Nhà bánh mà lâu rồi không ăn kem. Tại vì mấy bánh khá hấp dẫn hơn. Mấy ngày nay thì lại còn bận ăn bánh quy. Cái gì? Lấy không đội mũ. Ừ. Quên mất không lấy hai cái mũ, chúc mừng sinh nhật. Hồi sinh nhật Hằng đã làm, có làm bánh kem rồi. Nhưng mà hứa hẹn với các bạn là quay clip tổ chức sinh nhật cho Hằng á. Từng tổ chức nhiều Hằng Trang không? Ly trà sữa. Món yêu thích của Hằng các bạn. Không bao giờ uống nước. Không bao giờ uống nước lọc nha các bạn nha. Đặc biệt của Hằng là không bao giờ uống nước lọc nha. Phải uống nước có vị gì đó. Nước lọc thì nó cũng sẽ pha một tí siro dâu hoặc siro dâu vô nó uống. Tính ra ngày nào cũng không ngày nào uống nước lọc luôn. Pha trà sữa bán là hỏi Hiền là làm đi trà sữa không Hiền. Bữa nay trên mạng là vụ gì chị biết không? Vụ gì? Vụ á à. Cái bạn nam yêu bạn nữ. Ừ. Ủa chưa đọc hả? Chưa, dạo này mình bận kinh khủng luôn các bạn. Xong mới làm, quen cũng lâu rồi. Cái mùa hôm bạn nữ này Không biết tự nhiên này đang ăn, đang kể chuyện mất hút. Trà sữa gì? Trà sữa không biết nè. Chán ghê. Sao không kể chuyện tiếp cho? Kể tiếp đi. Mùa hôm là cái bạn này bạn mua cái gì á, quần áo với lại giỏ sách hết 7 triệu. Bạn nữ hả? Nhà giàu hả? Không, nhưng mà đề nghị bạn nam trả tiền. Người yêu mà. Xong là ông này trả xong. Không, ông này không trả. Ông này đề nghị là viết giấy nợ. Viết giấy nợ cái gì ta? Bây giờ ông sẽ trả số tiền đó. Nhưng mà nếu mà hai người mà mai mốt mà cưới nhau á thì bỏ qua. Bỏ qua, không là cưới là phải trả lại tiền. Còn nếu mà không cưới là phải trả lại tiền. Thì thấy cũng hợp lý thôi. Vì ông bây giờ ông kêu là ông phải tỉnh táo. Vì ông không muốn nuôi vợ của thằng khác. Thì nói vậy thôi nghe cũng hợp lý. Ông vẫn trả đó mà. Ông trả nhưng mà ông bắt bà nội này biết gì nợ. Rồi sao nữa? Nhưng bà này không chịu. Bà này không chịu. Bước bước lên. Không, ông này tự lên kể. Tại vì bà này không chịu, xong bà này về nhắn tin. Hai người nhắn tin qua lại, xong này ông cũng hồn nhiên, ông kêu là ủa thì đó là bình thường mà. Bây giờ bình thường, ông có nói là bình thường mà đi ăn, đi chơi, đi uống trà sữa, đi mua sắm kem hay kem son môi gì đó, mấy trăm ngàn thì ông vẫn trả bình thường. Ý là ông không ấy, nhưng mà tự nhiên một số tiền lớn. Đó là nửa tháng lương của ông. Bây giờ vẫn là một số tiền lớn các bạn. Ông vẫn trả, nhưng mà với điều kiện là phải biết thế nào. Uống tới trà sữa rồi các bạn ơi, ăn tới trà sữa rồi. Uống trà sữa, không biết trà sữa gì hả Hằng? Thái rồi. Thái xanh, nhưng mà còn có tí rồi các bạn. Nên nó rất loãng. Các bạn pha phải pha đặc lên nha. Rồi cuối cùng là sao?
xong rồi, ông đăng lên ông bị nhiều người chửi không? Không phải, ông đăng lên là ông hỏi mọi người là em với bạn gái về nhắn tin qua lại. Ừ. Bạn đã chửi em. Ừ. Không, sau đó bạn đã block em. Không biết là em làm vậy đúng hay sai. Thực ra thì thời buổi công nghệ 4.0 các bạn, nam nữ bình đẳng. Mình thì quan điểm là yêu á là bạn nữ có quyền được chiều chuộng, được bạn nam tặng quà, nhưng mà cũng bạn nữ vẫn phải tặng lại. Thế tôi là ấy là ý ổng á, là ổng muốn tặng nhưng mà cái gì mà quá thì... cái số tiền này 7-8 triệu này nè, nó bằng nửa số tiền lương của ổng. Hả? Nhưng mà thì ổng nói làm sao đó, nhưng mà chắc ổng nói là anh không muốn nuôi vợ của thằng khác nên mới vậy đó. Chắc cái nói kiểu thực tế quá các bạn, làm bạn kia giận đó. Cũng có nhiều người bênh lắm, nên Ngọc đã comment cũng có nhiều người bênh. Thì mình thấy cái vấn đề này á, đúng là mình cũng không nên mắc nợ ai làm gì cho nó mệt ha. Hồi mình, cái thời của bọn mình nó là yêu đương á. Tính ra thì hồi đó mình cũng được tặng quà nhiều đúng không? Không, ý là tặng quà mấy cái đồ nhảm nhí thôi, lưu niệm. Thì mình vẫn cảm thấy là có trách nhiệm là phải trả lại cho người ta, kiểu như vậy á. Nhưng mà con gái thì vẫn được quyền à, được chiều hơn. Thì ví dụ như nếu mà mua thì ví dụ như đợt này mua giày thì đợt sau mua túi, dùng lại một cục quá không lại một cục, mua lấy 7-9-8-9 triệu gì đó, ổng sót tiền đó. Ai mà chả sót các bạn. Nhưng mà thà, nhưng mà nếu mà lương của ổng 30-40 triệu á, 50 triệu không nói. Nói đây ổng kêu là lương của ổng chỉ có bằng nửa số lượng đó là bằng nửa lương ổng rồi, thì ổng sót là đúng rồi các bạn. Còn các bạn nữ đó mà muốn được tặng quà mà không bao giờ phải suy nghĩ á, người tặng bao giờ suy nghĩ thì đừng có yêu người có lương có 14-15 triệu. Kiếm người nào mà 5-70 triệu mà yêu. 5-70 triệu thì khó. Mà 5-70 triệu có khi người ta chả yêu mình. Đúng. Người ta mà lương cao thì ta sẽ lựa mấy bạn xinh đẹp nè, thông minh, tài giỏi hay gì đó. Mà những bạn mà quá giỏi như vậy thì các bạn đó cũng chả cần người khác mà trả cho 7 triệu. Nói chung là mua thì cũng được thôi. Mà mua vừa thôi. Đúng rồi đó, trong giới hạn thôi, thì thường là người ta yêu thì người ta vẫn chiều chuộng bình thường thôi. Nhưng mà vượt cao quá như các bạn thử bạn đặt bản thân của các bạn nữ đó. Mà bạn nam nó mua món quà 7 triệu nhờ trả tiền thử xem bạn kia có tức lượng lộ lên không, đúng không? Thì lương một tháng của mình có được nói mà còn phải chi phí bao nhiêu là khoản nữa. Mà chia ra tháng mua từng này, tháng sau mua kia. Chữ vậy ấy. Thì bạn kia bạn cũng không tiếc. Đó, nhưng với lại cũng ký cam kết mà, mình nghĩ chắc cũng nói vui vui á. Mà bạn không biết là nói vui hay không thì không biết, nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ ký. Thì không ấy thì sau này mình phải trả lại cho người ta chứ, có cưới người ta đâu mà lấy của người ta làm gì, đúng không? Không, bây giờ mấy người xem bài đó ghi chứ caption là yêu là phải tỉnh táo. Nói chung là tặng quà thì cũng nên, nếu mà bạn đã tự nguyện bạn mua cho bạn tặng thì không nói, còn nay giống như bị ép buộc, có lỡ đâu người ta đang không chuẩn bị một khoản tiền á, không? Chứ nếu mà có nhiều người mình thấy họ yêu vẫn rất là thoải mái với người yêu, dù bạn đó lương ít tiền nhưng mà bạn đó vẫn mua điện thoại xịn đồ các kiểu cho người yêu, nhưng mà vấn đề phải cho người ta thời gian để chuẩn bị. Ví dụ người ta đã tính trước là sẽ tặng cho người yêu cái điện thoại đó, ta làm mỗi tháng người ta để dành ra một khoản để người ta mua tặng, thì đó là mình cảm thấy ý nghĩa hơn. Trước đây giống như bị ép á hả, lỡ đâu luôn trong túi không có 7 triệu sao. Nhưng mà chắc cũng nói sao đó, nói ấy quá chắc mới bị block thì chắc cũng đang tức, kiểu như là tự nhiên bị bắt trả em khoản tiền vậy, không có tiền đồ các kiểu, cũng đang tức. Tức thì sẽ nói chuyện hơi láo tí. Bị block luôn. Block luôn. Em cũng ăn uống đi cho sữa rồi mà. Hả? Em cũng ăn tới ly trà sữa mà. Dạ hả? Làm gì á? Uống. Từng chủ tiệc mới được uống chứ. Chủ tiệc uống đi. Thôi, cho. Vị nó nhẹ quá, vị mùi trà nó nhẹ quá không? Ui. Rất đi là trà sữa ra luôn rồi các bạn ơi. Cái mọc xinh xinh cũng mất rồi. Để chỉnh sửa lại cho nó đẹp xíu nè. Phải, ăn hết cái cục đó là nó đẹp thôi. Các bạn á, mà muốn tặng bánh sinh nhật mà kiểu này, các bạn có thể làm theo hướng dẫn của Hiền. Hôm qua Hiền có hướng dẫn đó các bạn.
Làm rất là dễ thôi. Cái bánh này thì mình cũng không cần phải chà láng kỹ cho nó đẹp đâu, tại vì nó là ly trà sữa mà. Anh làm sơ sơ như vậy nó cũng ra ly trà sữa rất là đẹp rồi. Nhét được ly trà sữa ở trong nữa. Người nhận sẽ rất là bất ngờ. Bất ngờ không hả? Chắc thì không biết á. Thì cái hút thử giống hàng hồi nãy bà Hạc đã tưởng là hút chơi chơi giả bộ và bỏ môi và vô các bạn. Trời hút. Hút nó hút nhẹ nhẹ đúng không? Em tưởng là hút là hút lên bánh chứ hiểu không? Ừ. Cái cắm vào ông vô là có bánh á. Hút lên bánh. Hút lên bánh á. Dạ bình thường tiệm mình á cũng làm mẫu này nhưng mà không có ly trà sữa ở trong. Cũng có cái ống hút. Nên bạn Hằng mà tưởng là ống hút để trang trí. Làm chẳng bất ngờ mấy. Đúng không? Thả hút một hơi thật mạnh. Hút lên bất ngờ. Đó là em phải nhìn phải để ống này là ống trong. Ống hút là thấy không? À. Ừ. Sao chắc phải để hát một lọc đó hả? Ừ. Để ống trong hút lên là thấy. Ngon quá thằng ơi. Một ống bánh kem. Một ống kem khổng lồ. Ăn là con lại 1/4. Với lại ly trà sữa. Bây giờ hút trà sữa hay lấy trà sữa ra bỏ đá vào uống. Hay là trà nữa các bạn nhé. Chúc mừng sinh nhật Hằng nha. Quà đâu? Quà đây. Ủa quà đấy hả? Ừ. Ủa quà mà ăn chung à? Có quà thì cùng nhau thưởng thức đó các bạn. À, cảm ơn các bạn đã coi đến cuối clip các bạn nha. Bây giờ chị em mình phải đi sắp xếp đội hình cất cái bánh vô đã. Ăn không hết thì phải để lại để mai ăn tiếp. À, cảm ơn các bạn đã coi đến cuối clip. À, các bạn nhớ like và share giúp bọn mình để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.